Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Nguyễn Thanh Nghị không sợ Nguyễn Thế Thảo mà lại sợ Lê Việt Nam. Như tờ Thời báo.de đã đăng tin, Nguyễn Thanh Nghị đang muốn moi lại sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thời kỳ ông Nguyễn Thế Thảo, nên đã xua thanh tra xây dựng soi sai phạm trên hai tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính. Với kết luận số 39 của thanh tra Bộ Xây dựng đã làm cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải vất vả đối phó. Nhiều người cho rằng việc ông Nguyễn Thanh Nghị cho tiến hành thanh tra Hà Nội là cần thiết bởi quy hoạch Hà Nội đã bị bump nát trong rất nhiều năm qua. Việc thanh tra để dừng lại tình trạng sai phạm nhằm cứu lấy thành phố, đó là về mặt quản lý của ngành. Tuy nhiên, việc làm của Nguyễn Thanh Nghị chưa hẳn vì mục đích chấn chỉnh lại ngành xây dựng, mà còn là vì mục đích chính trị. Kết luận 39 của Bộ Xây dựng khi thanh tra Hà Nội chính là một đòn giáng mạnh vào ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Hà Nội có rất nhiều sai phạm. Mới đây người dân lại phản đối gay gắt những công trình xây dựng ở của Sun Group quanh Hồ Tây, trong đó có nhiều khối nhà chọc trời 39 tầng và có nhà hát na ná giống nhà hát sò tại Sydney, gây rất nhiều tranh cãi vì phá vỡ cảnh quan cũng như tạo sự quá tải cho dân cư và đi lại ở khu vực này. Chuyện nhà hát đẹp xấu là vấn đề tranh cãi không có hồi kết. Tuy nhiên, điều đáng nói là những tòa nhà tháp cao tầng đến 39 tầng mọc lên san sát nhau làm cho khu này trở thành ngột ngạt hơn bao giờ hết. Điều đáng nói là những công trình này xây vượt tầm cho phép nhưng vẫn cứ ngang nhiên xây dựng như không có luật vậy. Theo các chuyên gia cho biết, với hiện trạng các văn bản pháp lý liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, không có căn cứ pháp lý để nói tập đoàn Sun Group vừa là đơn vị tổ chức lập quy hoạch mà cũng là doanh nghiệp đầu tư trọng yếu tại khu vực quy hoạch này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thế Thảo. Tuy nhiên, với những gì tập đoàn này từng quảng bá về một nhà hát sẽ xây dựng ở Quảng An cùng chủ trương Hà Nội mở rộng mặt cắt ngang từ 11,5m là 2 làn xe lên thành 22m 3 làn xe, tuyến đường kết nối đường Đặng Thái Mai đến ô đất 58 đường Tây Hồ, nơi Sun Group đang xây dựng khu phức hợp cao cấp đa chức năng Tây Hồ View gồm khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp và trung tâm thương mại với 9 tòa nhà tháp cao từ 16 đến 39 tầng nổi cùng 3 tầng hầm thông nhau. Và những băng rôn người dân đang treo trước nhà phản đối dự án nhà hát trên đầm Trị thì không khó để có câu trả lời rằng ai muốn có nhà hát trên đầm Trị và ai muốn mở đường đến khu cao ốc thương mại ven Hồ Tây này. Việc sai phạm của Sun Group chỉ mới dậy sóng những ngày gần đây bởi cộng đồng mạng khi thanh tra Hà Nội không thấy Bộ Xây dựng nhắc đến với sai phạm này. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Nguyễn Thanh Nghị quên nhắc sai phạm này hay ông ngó lơ như vậy? Hay ông biết có sai phạm mà không dám nói mạnh nữa? Sai phạm của các công trình được xây bởi Sun Group, nếu phanh phui thì cả chính quyền và doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm. Về quyền hạn của Sở Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Nghị không ngán, mà có lẽ ông ngán vì cái uy danh Sun Group. Thực ra đụng tới Vingroup và Sun Group chính là đụng tới hàng loạt những thế lực ngầm đứng đằng sau nó. Nguyễn Thanh Nghị biết điều này nên khó mà động chạm vào được. Chính vì thế mà Nguyễn Thanh Nghị đã né chăng? Đây là câu hỏi được đặt ra trước dư luận. Đây là hình ảnh ông Lê Việt Nam. Như vậy, Nguyễn Thanh Nghị cho thanh tra sai phạm là có chọn lọc. Vậy là ông Nghị đang tham gia trò chơi quyền lực, chứ chưa hẳn ông nhiệt tình làm cho bộ mặt thủ đô khá hơn. Chỉ có dư luận xã hội mới dám tấn công vào Sun Group, chứ còn Nguyễn Thanh Nghị thì chưa đủ tuổi. Tuy dư luận tấn công mạnh vào Sun Group, nhưng có vẻ như tập đoàn này vẫn không mảy may quan tâm. Đây là thế lực quyền tiền rất mạnh. Không biết có ai có thể hạ được nó và những ai đang đứng sau lưng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai bắt Bộ trưởng Tô Lâm phải cúi đầu. Vào ngày 10 tháng 8, phát biểu trước kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đã phải thừa nhận cái sai của mẫu hộ chiếu mới. Được biết, đại biểu Quốc hội chất vấn trách nhiệm thuộc về ai khi mẫu hộ chiếu mới không được một số quốc gia chấp nhận. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói Bộ Công an xin nhận trách nhiệm.
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Nguyễn Hữu Thông thuộc Bình Thuận nêu việc vừa qua một số quốc gia không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Và xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm trên thuộc về ai và biện pháp khắc phục như thế nào. Đại biểu Thông đã chất vấn như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã cúi đầu. Trả lời câu hỏi này, ông Tô Lâm nói Bộ Công an là cơ quan thực hiện việc cấp hộ chiếu mới cho công dân, nên xin nhận trách nhiệm về việc này và đã có giải pháp giải quyết. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vẫn khẳng định việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng luật xuất nhập cảnh, đúng theo quy định của pháp luật. Ông Lâm cũng khẳng định mẫu hộ chiếu mới cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Và hiện nay, nhiều nước đều sử dụng mẫu này, đều không có nơi sinh. Hộ chiếu chúng ta đưa ra cũng đa số các nước trên thế giới chấp nhận. Vừa qua chỉ có Đức, Séc, Tây Ban Nha không chấp nhận. Nhưng gần đây Tây Ban Nha đã chấp nhận. Ông Tô Lâm đã nói và cho biết thêm nhiều nước thời gian gần đây cũng bị các nước xem xét không chấp nhận mẫu hộ chiếu vì lý do tương tự như Hàn Quốc. Ông Lâm cũng giải thích nhiều nước gây khó khăn với mẫu hộ chiếu mới có lý do thực tế. Họ cũng muốn tìm hiểu nguồn gốc công dân vào nước là ở địa phương nào cụ thể, vì không tra cứu được nơi sinh nên các nước mới đặt ra vấn đề này. Ông nói tiếp, chúng tôi cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Trước mắt, chúng tôi đã có giải pháp nếu công dân cần bổ sung nơi sinh thì bổ sung vào phần bị trú của hộ chiếu mới. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh và hộ chiếu nữa thì báo cáo cơ quan liên quan Quốc hội sửa luật xuất nhập cảnh, ông Tô Lâm nói. Đến hình ảnh, ông Tô Lâm nhận trách nhiệm. Nói chung, ông Tô Lâm vẫn bao biện mặc dù chuyện tấm hộ chiếu là sai rõ mười mươi. Nhiều người không hề lạ gì cách bao biện của ông ta. Người ta chỉ đặt câu hỏi là vì sao ông Tô Lâm lại nhận trách nhiệm như vậy. Điều này trái với tính cách của ông ta. Cho nên, việc nhận trách nhiệm ắt phải có áp lực rất lớn hay vì động cơ chính trị nào đó. Thực ra, vấn đề áp lực là có, nhưng nếu không đến từ Bộ Chính trị thì khó mà tác động được vào ông Tô Lâm. Ban đầu, ông Tô Lâm đã cương tới cùng mà tờ Thời báo.d đã ví hành động này như là húc đầu vào đá. Điều đáng nói là nếu ông Tô Lâm cho sửa lại hộ chiếu thì những người đang giữ tấm hộ chiếu không có nơi sinh ấy phải đổi sang hộ chiếu mới. Đây là nguồn kinh phí khổng lồ, lãng phí không chỉ tiền bạc cho nhà nước mà lại thời gian và cũng tiền bạc của người dân. Tuy nhiên, nếu ông Tô Lâm không chịu đổi hộ chiếu thì buộc các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại các nước không chấp nhận hộ chiếu Việt Nam sẽ phải mất thêm kinh phí, thời gian và nhân lực để xác nhận cho người dân Việt Nam đến những nước này hoặc đang định cư ở đó. Như vậy, nếu Bộ Công an không tốn tiền thì Bộ Ngoại giao phải tốn tiền. Vấn đề là ai sẽ chịu phí tổn này và mất thêm thời gian, công sức cho những việc như vậy. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Chịu trách nhiệm ở cao ở Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, ông có tiếng nói trong nhóm quyền lực này để đòi hỏi Bộ Công an phải sửa, chứ không phải là Bộ Ngoại giao phải tốn nhân lực và tiền bạc để phục vụ cái sai của Bộ Công an. Việc các đại sứ quán và lãnh sự quán cấp thêm tờ giấy xác nhận nơi sinh chỉ là giải pháp tạm thời. Theo chúng tôi được biết, đã có tranh luận gay gắt giữa ông Phạm Bình Minh và ông Tô Lâm về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Tô Lâm phải lùi bước vì ông Tổng đã xác định ông Tô Lâm làm sai. Hành động nhận trách nhiệm của ông Tô Lâm không phải là đơn giản. Đời của ông Tô Lâm chưa ai áp đặt được ông, ngoại trừ ông Tổng Bí Thư. Vậy mà ông Phó Thủ tướng lần này lại áp đặt được tới ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm khá đắng trong vấn đề nhận khuyết điểm, mặc dù ông sai rõ.